Rồi quý vị ơi, tiếp theo là một cây sâm hương giá 630k bao ship toàn quốc. Anh nào quen ship code lạ chuyển khoản nha quý vị. Bonsai 2246. Ba cái tỉnh là Quảng Nam, Đà Nẵng, Đắk Lắk là ba tỉnh nó không có giao hàng được đó nha quý vị. Rồi đầu tiên là cái chai trà xanh nè, phong độ nè, với cái cây nè. Cái cây này tuổi đời cũng 5-6 năm đó. Cũng một lứa với cây nãy tôi quay bán 400 mấy đó, 400 gì đó nha. Rồi, có hai cây thôi, hôm nay đăng là bán hết luôn. Đó, về quý vị tịnh tự chỉnh sửa lại nha. Tại này tôi mới đem về thôi, nằm trong cái chậu vậy nè. Cây nó siêu già nha quý vị nè, nó già quý vị thấy không? Đó. Rồi có hai cây duy nhất thôi nha. Cái thằng đệ tử này nó nuôi nè. Tôi bán cho thằng đệ tử tôi bán cho thằng nhóc này. Giờ nhóc này nó bán hữu nghị lại cho tôi mua về tôi bán cho quý vị. Đó, siêu già luôn này nha. 5 đến 6 năm tuổi cây này rồi. Rồi. Rồi vậy đi nha quý vị, chạy xe trà xanh tí lại đây nha. Ở trên quay xuống nè. Đó, siêu già luôn, già dữ lắm luôn. Cành nhánh nó bẻ gió lùa hay gì đây nè, nó lùa về con bên một thôi nha. Đó. Kiếm mấy cây vậy không có đâu nha. Rồi kết thúc nha quý vị. Ghê này, con ngài té học con áp xì dầu cho nó quá. Quay bên này quay qua coi. Rồi 630k nha. Đó. Tỷ lệ lại chai trà xanh không độ đó quý vị, tự ướp nha. Bên này tối quá rồi, mấy giờ rồi? 6:35 rồi. Tối gì không chứ còn quen trễ hơn. Thôi hôm nay sư phụ không có được khỏe, mệt quá, đi chơi về quải quá. Rồi kết thúc luôn quý vị ơi. 630k bao ship toàn quốc nha. Anh nào quen ship code lại chuyển khoản nha. Cây này mà về vô làm tiểu cảnh là thôi đẹp lắm nha. Rồi kết thúc đi con ơi. Chào. Đúng.